Người tiêu dùng nghi ngại về độ an toàn, đắn đo về dung lượng pin và quãng đường di chuyển, cùng giá bán quá cao cho một mẫu xe điện mini đã khiến Wuling Hongguang Mini EV không được đón nhận tại thị trường Việt Nam trong một năm qua. Sau thời điểm VinFast VF3, đối thủ cùng phân khúc ra mắt và được nhiều khách hàng đón nhận, sức ép càng gia tăng nên mẫu xe đến từ Trung Quốc buộc phải giảm giá với mong muốn đạt doanh số tốt hơn. Cụ thể, phiên bản Level 2 120km và 170km của mẫu xe điện mini này được giảm lần lượt là 58 triệu đồng và 48 triệu. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Mini EV Level 2 120km giảm từ 255 triệu đồng xuống còn 197 triệu đồng. Bản Level 2 170km giảm còn 231 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn đổi ưu đãi tiền mặt sang phụ kiện với giá trị tương ứng.